Xin chào các bạn yêu may vá, mình là Tissue Shop, hiện đang phát trực tiếp trên kênh YouTube của mình tại Phan Thiết. Bây giờ là cái mẫu thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, Tissue muốn chia sẻ cùng với tất cả các bạn, đó là mẫu 1884 áo cổ lệch này. Mình xin phép và chia sẻ cho các bạn mẫu này luôn ạ. Các bạn chùm vai cho mình là 4. Ngang vai các bạn lấy cho mình vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5, cổ chia cho 5. Các bạn dựng xuống lấy cho mình 18, 19, 20. Hạ eo lấy cho mình 34, 35, 36. Các bạn dựng vuông góc lùi cho mình 3 xăng, chia 3 phần bằng nhau. Đây thì các bạn sẽ lấy cho mình cổ, lấy cho mình ngực chia cho 4 cộng cho 1, eo chia cho 4 cộng cho mình 1. Dạ. Mông chia cho 4 cộng cho 2. Các bạn chia cho mình là vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5. Cái này xuống cho mình 1 xăng line. Và ở đây cái cổ bình thường á, là các bạn sẽ dang ngang qua như thế này, xuống 1 xăng dang ngang qua. Rồi sau đó là từ cái điểm dang ngang cài này á, thì các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường chéo, và từ cái đường chéo này chúng ta sẽ chấm một cái đường vuông góc, thì cái cổ này nó sẽ được lật về phía bên hông. Và các bạn muốn như vậy á, thì ở đây á, các bạn sẽ phải tăng thêm mỗi bên cho mình, ví dụ bên này thì tăng thêm cho mình 1,5 phân khi nút, bên này mình sẽ tăng thêm cho 1,5 phân khuyên nút, là mình sẽ hoàn thiện được cho cái mẫu này. Bạn lấy cho mình ngực chia cho 4 cộng 1, eo chia cho 4 cộng 1 và mông chia cho 4 cộng cho 2. Cái phần tay áo thì các bạn sẽ lấy cho mình ngực chia cho 10 cộng cho 3, lên cho mình 2 phân. Bạn sẽ lấy cho mình là nách trước cộng cho nách sau, chia 2 trừ đi cho 2. Đấy. Các bạn sẽ dựng được cái phần tay đây, cửa tay chia cho 2 cộng cho 1. Như vậy thì mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu này, thì để mình cắt cho các bạn cái mẫu thân trước để các bạn dễ hình dung cái cách thực hiện nhé. Thì các bạn sẽ được cái phần thân áo ở đây, thì cái phần thân áo này các bạn sẽ cắt ngang qua đây cho mình 1 xăng. Đó, cắt ngang cho mình 1 xăng như thế này. Cái phần thân bên này á, thì các bạn sẽ gấp xéo bắt đầu từ cái đầu dưới qua, và cái phần thân bên này là cái phần gấp xéo còn lại của cái phần thân áo. Đây, mình gấp đây để cho các bạn dễ hình dung luôn. Ta sẽ gấp xéo như thế này, và khi gấp xéo cái phần thân trước á, là chúng ta sẽ có đường cài khuy nút. Mình cài khuy nút thì các bạn xếp phần này vô, xếp phần này vô. Đó. Bên phần thân bên còn lại này thì cũng có đường cài khuy nút, bạn sẽ xếp vô, xếp vô. Và khi các bạn xếp vô như thế này rồi á, thì các bạn sẽ đặt nó có cái điểm xéo như thế này. Và khi chúng ta đặt cái điểm xéo chúng ta cài, thì đến đây chúng ta không cài, chúng ta sẽ bật qua, thì chúng ta sẽ được cái phần cổ áo giống như hình.
Như vậy là Tisu mới vừa chia sẻ cho các bạn xong cái mẫu 1884 này. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ cho Tisu ạ. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong mẫu tiếp theo.